hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 6, mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây. Canada nới lỏng các hạn chế đi lại, đây là những gì bạn cần biết. Các ca Covid-19 mới giảm 80%, thêm 5,3 triệu liều xin đến Canada vào tuần tới. Canada tặng 100 liều vaccine Covid-19 cho thế giới, Thủ đô tỉnh BC hủy bỏ chương trình ngày Canada Day đã lên lịch sau khi phát hiện vụ việc trường nội trú cho người bản địa ở Kamloops. Đại dịch Covid-19 đã làm giảm tuổi thọ ở Canada vào năm ngoái như thế nào? Giá trị tài sản ròng của người Canada tăng mạnh do giá nhà lên cao. Người dân British Columbia nhận khoản hoàn tiền thứ hai từ ICBC do Covid-19 những người hàng xóm cùng nhau khi người phụ nữ lớn tuổi đến nơi an toàn trong đám cháy tòa nhà cao tầng ở Vancouver. Người biểu tình nhắm mục tiêu hội nghị thượng đỉnh G7 yêu cầu hành động. Ứng dụng gọi xe ti của Trung Quốc chuẩn bị niêm yết ở New York. Máy bay thám hiểm và tàu đổ bộ của Trung Quốc chụp chân chung trên sao hỏa. Bí ẩn về việc sinh 10 đầu tiên trên thế giới tại Nam Phi. Tuấn Liêm và biên tập viên Semi Hoàng xin kính chào quý vị. Và cảm ơn quý vị đến với bản tin Canada và tin thế giới nổi bật hàng ngày của Culture Channel. Chương trình này được thực hiện bởi Culture Magazine, là một tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất in ấn và phát hành tại Canada. Chúng tôi kính mời quý vị ghé thăm trang mạng của tạp chí Culture tại địa chỉ culturemagazine.com. Nếu quý vị chưa đăng ký, chưa subscribe, chúng tôi mời quý vị miễn phí đăng ký subscribe và bấm ngay nút chuông kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi có video mới. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và kết lệ của quý vị bằng cách giao lưu với ban biên tập thông qua phản hồi, comment, mang tính xây dựng, chia sẻ share video của Culture Channel và mỗi khi xem bản tin bấm like nếu quý vị thấy thông tin hữu ích. Xin cảm ơn quý vị. Và ngay sau đây, biên tập viên Sammy sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Canada nới lỏng các hạn chế đi lại. Đây là những gì bạn cần biết. Ottawa đã bắt tay vào giai đoạn 1 của kế hoạch nhiều bước để dỡ bỏ các hạn chế đi lại. Tuy nhiên, chính phủ cảnh báo rằng quá trình này sẽ diễn ra từ từ, dựa trên dữ liệu khoa học chứ không phải lời kêu gọi của người dân. Ottawa thông báo hôm thứ tư rằng tất cả những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ, được phép nhập cảnh vào Canada sẽ sớm có thể bỏ qua yêu cầu cách ly 14 ngày, bao gồm cả thời gian ở khách sạn bắt buộc. Thay vào đó, họ sẽ phải xuất trình bằng chứng về xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi khởi hành, thực hiện một xét nghiệm khác khi đến nơi và tự cách ly cho đến khi xét nghiệm đó có kết quả âm tính. Chính phủ vẫn chưa ấn định ngày thay đổi quy tắc, nhưng cho biết họ hy vọng sẽ thực hiện vào đầu tháng 7. Tại thời điểm này, chỉ những khách du lịch đã tiêm vaccine được Bộ Y tế Canada chấp thuận Pfizer, Moderna, AstraZeneca và Johnson Johnson mới được phép bỏ cách ly 14 ngày. Chính phủ sẽ đánh giá và xem xét phê duyệt các vaccine COVID-19 khác sau. Ottawa cho biết họ cũng đang thiết lập hộ chiếu vaccine cho khách du lịch và nếu nó chưa sẵn sàng vào thời điểm các quy tắc thay đổi, các nhân viên biên giới Canada sẽ xác định tình trạng của khách du lịch dựa trên tài liệu của họ. Bộ trưởng Y tế Paris Haru vẫn chưa thể nói liệu trẻ em chưa được tiêm phòng có được bỏ qua yêu cầu cách ly tại khách sạn khi đi cùng cha mẹ đã được tiêm phòng đầy đủ hay không. Bộ Y tế cho đến nay chỉ chấp thuận vaccine COVID-19 cho những người từ 12 tuổi trở lên. Chúng tôi sẽ không chia cắt các gia đình đi du lịch cùng nhau, Bộ trưởng Haru cho biết. Chính phủ cho biết họ không có một mốc thời gian cụ thể về thời điểm các hạn chế đi lại sẽ được nới lỏng. Giám đốc Y tế công cộng của Canada, Tiến sĩ Theresa Tam cho biết, mục tiêu tiêm chủng tiếp theo của chính phủ để nới lỏng các hạn chế biên giới là có 75% tổng số người Canada đủ điều kiện được tiêm chủng đầy đủ. Các ca COVID-19 mới giảm 80%, thêm 5,3 triệu liều vaccine đến Canada vào tuần tới. Giám đốc Y tế công cộng hôm nay cho biết, chiều hướng COVID-19 của Canada đã được cải thiện đáng kể và một lô vaccine sắp tới dự kiến sẽ đưa đất nước trở lại cuộc sống bình thường. Tính đến, đến thứ Sáu, Canada có trung bình khoảng 1.500 ca bệnh mới mỗi ngày, giảm 80% so với hai tháng trước và tương đương với số ca bệnh được báo cáo vào giữa tháng 10 trước đợt tăng đột biến chết người vào mùa đông. Kể từ khi đạt đỉnh vào giữa tháng 4, số ca mắc mới, số ca nhập viện và số ca tử vong trên toàn quốc đã giảm đáng kể. Tiến sĩ Theresa Tam cho biết, hơn 27,7 triệu liều vaccine đã được tiêm trên khắp Canada và 2,6 triệu liều trong tuần qua. Khoảng 72% tổng số người Canada trên 12 tuổi đã được tiêm chủng một phần và 11,8% đã tiêm cả hai liều. Tiến sĩ Howard Nacho, phó giám đốc y tế công cộng cho biết, Chúng ta đang ở một vị trí tốt. Tôi tin rằng đường cong ca bệnh hiện đang di chuyển xuống, và nếu chúng ta tiếp tục tiêm chủng và thực hiện các biện pháp y tế công cộng, tôi tin rằng đường cong sẽ tiếp tục đi xuống. Theo dữ liệu từ Our World in Data của Đại học Oxford, Canada hiện đứng đầu toàn cầu về số người đã tiêm ít nhất một liều vaccine vượt qua Israel. Khoảng 63,6% tổng số người dân Canada, bao gồm cả những người dưới 12 tuổi, hiện đã tiêm một liều vaccine. Tuy nhiên, Canada thua các nước khác về số lượng người tiêm chủng đủ hai liều. Trong khi đó, vaccine Moderna dự kiến sẽ đến vào tuần tới, nhiều hơn nhiều so với số lượng công ty đã giao trong 3 tháng đầu năm nay. Bà Krista Bordy, chỉ huy quân sự đứng đầu hậu cần vaccine cho biết 2,9 triệu liều trong số 7 triệu liều sẽ đến vào tuần tới, phần còn lại dự kiến trong tuần 21 tháng 6. Cùng với 2,4 triệu liều từ Pfizer, Canada sẽ có hơn 5,3 triệu liều vaccine mRNA trong tuần tới, giúp chiến dịch tiêm chủng của cả nước tăng tốc đáng kể. Trọng tâm hiện tại sẽ chuyển sang tiêm các mũi thứ hai để tăng cường khả năng miễn dịch, vì biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao bắt đầu lưu hành trong nhiều cộng đồng. Đây là chủng lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ. Tiến sĩ Tam cho biết, chỉ tiêm một mũi tiêm thôi là không đủ để người dân quay lại cuộc sống bình thường trước đại dịch. Bà Joel packet tổng giám đốc chịu trách nhiệm mua vaccine tại dịch vụ công và thu mua Canada, cũng đưa ra một số tin tức đầy hứa hẹn cho những người tiêm vaccine AstraZeneca. Theo bà, công ty đã xác nhận một triệu liều vaccine sẽ đến Canada trong tuần ngày 28 tháng 6. Trong khi ủy ban tư vấn quốc gia về tiêm chủng NACI cho biết người Canada có thể kết hợp các loại vaccine, lô hàng AstraZeneca này sẽ giúp tiêm chủng cho 2 triệu người Canada đã tiêm vaccine này trước đó. Trong khi đó, 310.000 liều vaccine Johnson Johnson mà Canada đang sở hữu vẫn đối mặt với một tương lai không chắc chắn. Vaccine này đã được bảo quản trong nhiều tuần trong lúc Bộ Y tế Canada xác minh tính an toàn của nó. Công ty Emergent Biosolutions có trụ sở tại Maryland sản xuất sản phẩm đó đã vô tình làm hư 15 triệu liều vaccine Johnson Johnson do họ trộn lẫn các nguyên liệu dùng để sản xuất vaccine AstraZeneca. Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ hôm nay nói với Johnson Johnson rằng khoảng 60 triệu liều thuốc được sản xuất tại nhà máy đó không thể được sử dụng vì có thể bị nhiễm độc. Theo bà Krista Bordy, chỉ huy quân sự đứng đầu hậu cần vaccine, Canada có thể nhận được 300.000 liều vaccine Johnson Johnson vào cuối tháng này. Tại thời điểm này, vẫn chưa rõ liệu lô hàng này có xuất phát từ nhà máy Emergent Biosolutions hay không. Canada tặng 100 triệu liều vaccine COVID-19 cho thế giới. Canada dự kiến sẽ thông báo tài trợ lên tới 100 triệu liều vaccine COVID-19, nằm trong cam kết 1 tỷ liều từ tất cả các nước tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào cuối tuần này. Theo một nguồn tin của chính phủ, 100 triệu liều này sẽ bao gồm các khoản đóng góp trước đó, chẳng hạn như 440 triệu đô la được trao cho chương trình COVAX. Một số liều còn dư của Canada sẽ là một phần của đóng góp này nguồn tin cũng nhấn mạnh việc quyên góp này sẽ không ảnh hưởng đến việc triển khai vaccine tại canada nhưng không cho biết liệu những liều còn dư có được tặng cho các quốc gia khác trước khi người canada được tiêm hai mũi vaccine hay không

tới hôm nay, hơn 28,1 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có gần 24,1 triệu người hay là 64% dân số đã được tiêm ít nhất là một liều và 10,4% dân số đã tiêm đầy đủ hai liều. Ontario báo cáo có thêm 4 ca tử vong và 574 ca nhiễm COVID-19 mới. Số ca nhập viện trong tỉnh đứng ở mức là 489, với 440 người đang được chăm sóc đặc biệt. Vào ngày thứ sáu hôm nay thì các cửa hàng và nhà hàng ở Ontario trực cứng khách hàng khi tỉnh dỡ bỏ một số hạn chế về Covid-19 lần đầu tiên sau nhiều tháng. Các sân ngoài hiên vắng khách từ năm ngoái lại một lần nữa chật kín thật khách với nhiều cuộc trò chuyện sôi nổi trong khi nhiều người xếp hàng chờ mua đồ. Sự trở lại của dịch vụ ăn uống ngoài tiệm và bán lẻ tại cửa hàng diễn ra khi Ontario nới lỏng một số biện pháp COVID-19, cho phép tối đa 4 người trong một bàn hoặc toàn bộ gia đình dùng bữa cùng nhau ở ngoài trời. Tỉnh cũng đang cho phép các nhà bán lẻ không thiết yếu hoạt động với công suất 15% và không có giới hạn về những mặt hàng họ có thể bán. Chính quyền tỉnh Ontario đã hứa rằng nếu số lượng tiêm chủng tiếp tục gia tăng và các ca bệnh giảm thì họ sẽ nới lỏng các hạn chế một lần nữa trong vòng 21 ngày. Các quan chức của tỉnh đang theo dõi tình hình ở phía bắc của Ontario. Đơn vị y tế Porcupine đã tạm dừng việc nới lỏng các hạn chế khi số ca nhiễm bệnh ở đó tăng cao. Ngoài ra, thì tỉnh Ontario đã gia hạn mức tăng lương tạm thời cho khoảng 158.000 nhân viên hỗ trợ cá nhân, và trực tiếp tại các viện dưỡng lão và cơ sở chăm sóc sức khỏe. Mức tăng lương là thêm 2 đồng mỗi giờ cho những người lao động đủ điều kiện trong các bệnh viện công và thêm 3 đồng mỗi giờ cho những người làm công việc chăm sóc dài hạn, chăm sóc tại nhà và công cộng cũng như các dịch vụ xã hội và trẻ em. Chính phủ cho biết họ sẽ chi 141 triệu đô la để gia hạn mức tăng vốn được áp dụng từ tháng 10 năm 2020 và hiện sẽ được áp dụng cho đến ngày 23 tháng 8 các quan chức y tế của PC công bố 180 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 1 ca tử vong. Tổng cộng có 162 người đang ở bệnh viện, với 45 người được chăm sóc đặc biệt. Tại Quebec, các quan chức y tế đã báo cáo 180 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 1 ca tử vong. Thủ hiến François Lagu vẫn mơ hồ về việc khi nào tình trạng khẩn cấp COVID-19 sẽ được dỡ bỏ, bất chấp sức ép từ phe đối lập và các nhóm dân quyền. Tỉnh bang Alberta báo cáo 170 ca COVID-19 mới và 3 ca tử vong, có 296 người phải nhập viện, trong số đó thì 79 người đang ở đơn vị chăm sóc đặc biệt. Khi Alberta đẩy mạnh việc triển khai liều vaccine thứ hai, mối quan tâm tăng lên về biến thể Delta dễ lây lan hơn. Ngày càng có nhiều câu hỏi về mức độ bảo vệ của vaccine và liều thứ hai nào là tốt nhất cho những người có sự lựa chọn. Calgary là điểm nóng với phần lớn ca bệnh là từ biến thể Delta. Manitoba báo cáo 223 ca COVID-19 mới và 2 ca tử vong, một ngày sau khi tỉnh công bố kế hoạch mở cửa trở lại. Trong khi đó, mô hình mới cho thấy mặc dù số ca bệnh hàng ngày dự kiến sẽ tiếp tục giảm, các ca nhập viện liên quan đến COVID vẫn còn tăng. Trong vài ngày qua, tổng số người trong ICU dường như đã ổn định. Tuy nhiên, đó vẫn là một con số cực kỳ cao và không bền vững. Tiến sĩ Charles Atwood, phó giám đốc y tế công của tỉnh Manitoba cho biết tại một cuộc họp báo. Lãnh đạo đảng Nhân dân Canada ông Maxim Benny đã bị bắt sau khi tham dự một cuộc biểu tình chống lại các hạn chế COVID-19 ở Saint Pierre Jolie, Manitoba. Ông bị buộc tội theo đạo luật y tế công cộng vì tụ tập tại một địa điểm công cộng ngoài trời và không cách ly khi đến Manitoba. Saskatchewan báo cáo 81 ca COVID-19 mới và 1 ca tử vong. Nova Scotia báo cáo 8 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 1 ca tử vong, một người đàn ông ở độ tuổi 50, trong khi tỉnh New Brunswick báo cáo 1 ca mới. Tại Newfoundland và Labrador thì các quan chức y tế báo cáo có 3 ca nhiễm COVID-19 mới. Trên khắp miền Bắc, Nunavut báo cáo 4 ca COVID-19 mới thủ đô của tỉnh PC hủy bỏ chương trình ngày Canada Day đã lên lịch sau khi phát hiện vụ việc trường nội trú cho người bản địa ở Kamloops. Hội đồng thành phố Victoria đã quyết định hủy bỏ chương trình ngày Canada Day đã lên lịch trong năm nay sau khi phát hiện ra nơi chôn cất hai cốt trẻ em không được đánh dấu gần trường nội trú cho người bản địa trước đây tại Kamloops. Ban đầu thì thành phố đã lên kế hoạch cho chương trình trực tuyến do các hạn chế của đại dịch COVID-19. Thay vào đó, thành phố cho biết họ sẽ sản xuất chương trình phát sóng vào cuối mùa hè này với các nghệ sĩ địa phương và được hướng dẫn bởi cộng đồng bản địa First Nation. Thị trưởng Victoria Lisa Hope cho biết khi cộng đồng khi cộng đồng khi cộng đồng First Nation đau buồn, Hội đồng thành phố đã quyết định dành thời gian để khám phá những khả năng mới của chương trình phát sóng tưởng niệm ngày Canada đã được lên kế hoạch trước đó. Cùng ngày thì cộng đồng bản địa Kiwi win ở phía bắc Ontario tuyên bố sẽ không công nhận ngày Canada là một ngày kỷ niệm và thay vào đó sẽ đánh dấu nó là ngày tang lễ cho đến khi chính phủ liên bang khám nghiệm đất của tất cả những nơi từng là trường bản địa trước đây. Bộ chính phủ phụ trách sự kiện Ngày Canada hàng năm ở Ottawa thông báo sự kiện sẽ diễn ra trực tuyến trong năm thứ hai liên tiếp. Đại dịch Covid-19 đã làm giảm tuổi thọ ở Canada vào năm ngoái như thế nào? Dữ liệu gần đây do cơ quan thống kê Canada StatCan công bố cho thấy, các ca tử vong do Covid-19 dẫn đến tuổi thọ trung bình giảm 5 tháng vào năm ngoái. Đây là mức độ chưa từng thấy trong 7 năm qua. Quebec ghi nhận tuổi thọ giảm gần 1 năm, trong khi các tỉnh khu vực Đại Tây Dương và các vùng lãnh thổ hầu như không có bất kỳ thay đổi nào. Một số chuyên gia cũng gợi ý rằng tuổi thọ không phản ánh con số tử vong lâu dài của COVID-19. Marisa Kritor, phó giám đốc khoa học tại Viện Nghiên cứu Y tế Canada và là trợ lý giáo sư về sức khỏe cộng đồng tại Đại học Toronto, cho biết những con số do StatCan đưa ra không phải là lý do để hoảng sợ. Chúng ta đang ở giữa một đại dịch, vì vậy chúng ta thấy rằng tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn một chút. Bà cho rằng tỷ lệ này rất khó có khả năng sẽ tiếp tục trong suốt cuộc đời của một đứa trẻ được sinh ra hôm nay. Năm 2017, cuộc khủng hoảng opioid đã làm giảm tuổi thọ trung bình khoảng 0,07 tuổi. Cơ quan Y tế công cộng của Canada đã báo cáo hơn 19.300 ca tử vong liên quan đến opioid từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 9 năm 2020. Dịch HIV dẫn đến cái chết của khoảng 18.300 người từ năm 1987 đến năm 2011. Sự khác biệt chính lần này là COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều. Tuy nhiên, những người chết trung bình già hơn rất nhiều so với hai cuộc khủng hoảng sức khỏe còn lại. Số liệu ở Canada tốt hơn Hoa Kỳ và nhiều quốc gia châu Âu khác bao gồm Pháp, Ý, Tây Ban Nha nhưng kém hơn Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Úc và New Zealand. Giá trị tài sản ròng của người Canada tăng mạnh do giá nhà lên cao. Bất động sản bùng nổ trong đại dịch đã làm cho một số người Canada trở nên giàu có hơn, trong khi những người khác thì suy sụp. Giá trị ròng của các hộ gia đình trên toàn quốc đã tăng khoảng 770 tỷ đô la trong 3 tháng đầu năm 2021, mức tăng kỷ lục 6% lên 13,7 nghìn tỷ đô la, cơ quan thống kê Canada StatCan cho biết. Kể từ đầu năm 2020, con số đó đã tăng hơn 2.000 tỷ, phần lớn là nhờ giá nhà. Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy rằng số tiền lời phần lớn đến với chủ nhà và những người lớn tuổi. Các hộ gia đình sở hữu nhà chiếm gần như toàn bộ lợi nhuận trong quý đầu tiên 730 tỷ tài sản của những người đi thuê nhà chỉ tăng 43 tỷ. Sự chênh lệch đó cũng xuất hiện khi giá trị nhà tăng cao, khiến việc sở hữu ngày càng xa tầm tay với nhiều người Canada. Giá trị ròng của hộ gia đình tăng vọt 21,5% trong quý đầu tiên so với một năm trước đó, mức tăng lớn nhất từ năm 1990. Những hộ có người thu nhập chính từ 55 tuổi trở lên nắm giữ 1,1 triệu đô la tài sản ròng vào đầu năm, so với 260.000 đô la đối với những hộ gia đình có trụ cột chính dưới 35 tuổi. Khoảng cách giàu nghèo do nhà ở ngày càng mở rộng, kêu gọi thủ tướng Justin Trudeau và các cấp chính quyền khác giải quyết vấn đề về khả năng chi trả nhà ở. Ông Benjamin Rexes, chiến lược gia tỷ giá và vĩ mô tại BMO Capital Markets cho biết, các nhà hoạch định chính sách cần tập trung vào cách tăng nguồn cung nhà ở và làm giá cả phải chăng hơn. Người dân British Columbia nhận khoản hoàn tiền thứ hai từ ICBC do COVID-19 công ty bảo hiểm công cộng sẽ phát hành khoản bồi hoàn COVID-19 thứ hai vì chi phí yêu cầu bồi thường thấp hơn do ít tai nạn hơn trong đại dịch. Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng và tổng luật sư Mike Farnworth cho biết, Chúng tôi đã rõ ràng rằng bất kỳ khoản tiết kiệm nào liên quan đến đại dịch so với lợi nhuận cuối cùng của ICBC sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng. Tin tốt là ICPC đang ở trong tình trạng tài chính mạnh để phát hành khoản bồi hoàn COVID-19 thứ hai, đưa nhiều tiền hơn vào túi của người lái xe ở trong tỉnh. Trung bình các tài xế sẽ nhận được khoản bồi hoàn 120 đô la cho mỗi hợp đồng vào giữa tháng 7. Tổng cộng có 2,94 triệu khách hàng sẽ được nhận 350 triệu đô la. Hầu hết các khách hàng có hợp đồng bảo hiểm xe hơi từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến 31 tháng 3 năm 2021 sẽ đủ điều kiện để nhận được khoản bồi hoàn này. Số tiền hoàn lại sẽ khác nhau giữa các khách hàng, tùy thuộc vào việc họ có xe được bảo hiểm trong 6 tháng đầy đủ hay không và số tiền họ đã trả phí bảo hiểm trong thời gian đó là bao nhiêu. Khoảng 70% khách hàng sẽ nhận được khoản bồi hoàn từ 60 đến 200 đô la. Những người hàng xóm cùng nhau khi người phụ nữ lớn tuổi đến nơi an toàn trong một đám cháy ở tòa nhà cao tầng ở Vancouver. Những người hàng xóm đã bế một phụ nữ lớn tuổi xuống 15 tầng đến nơi an toàn vào tối ngày thứ Năm sau khi một căn hộ ở tòa nhà West End Vancouver bốc cháy. Các nhân viên cứu hỏa đã được gọi đến tòa nhà ở đường Commerce và Thurlow vào khoảng 6 giờ 15 chiều sau khi khói lửa bắt đầu bốc ra từ một căn hộ ở trên tầng 14. Một cư dân của tòa nhà là cô Mary Kay đã nghe thấy tiếng chuông báo cháy và đang chạy xuống cầu thang là lối thoát cháy. Thì cô quan sát thấy một bà lão đang ngồi trên ghế bên ngoài một phòng. Bà không thể tự xuống được. Cô Lelyfeld tương thuật lại rằng cô và hai thanh niên quyết định khiêng bà lão xuống theo lối cầu thang. Cô cho biết hành trình xuống cầu thang cảm giác như mất một giờ đồng hồ. Tuy nhiên, mọi người đã xuống tầng trệt một cách an toàn các thành viên của gia đình nói với phóng viên tại hiện trường rằng bà lão này đã không rời khỏi căn hộ của mình trong 3 năm. Các nhà điều tra hỏa hoạn vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ cháy. Người biểu tình nhắm mục tiêu hội nghị thượng đỉnh G7, yêu cầu hành động Hình nộm ông Joe Biden và ông Boris Johnson trôi ra ngoài khơi bờ biển Cornish vào thứ Sáu khi hàng trăm người biểu tình nhắm vào hội nghị thượng đỉnh G7 ở Tây Nam nước Anh, yêu cầu các nhà lãnh đạo hành động về khí hậu, tình trạng đói nghèo và COVID-19. Khi các nhà lãnh đạo của một số quốc gia giàu nhất thế giới tập trung tại Cornwall đẹp như tranh vẽ, có hàng chục nhóm vận động muốn công khai mục tiêu của họ và gửi thông điệp đến giới chính trị phương Tây. Các nhà hoạt động khí hậu hóa trang thành chim đen, vốn là biểu tượng cảnh báo và những người khác đánh trống, họ tập trung tại San Is và diễu hành dọc theo bờ biển gần địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 tại vịnh Carbis. Jamie Drummond từ nhóm Crack the Crisis tổ chức cuộc biểu tình cho biết chúng tôi muốn ông boris johnson và ông joe biden và các nhà lãnh đạo g7 khác tụ tập ở cornwall giống như những hình nộm này và tham gia vào làn sóng hy vọng điều đó có nghĩa là họ nên ngừng tích trữ và bắt đầu chia sẻ tiền vaccine và công nghệ để tiêm chủng cho thế giới và thực hiện một thỏa thuận xanh có tính lịch sử cảnh sát đã tổ chức một hoạt động an ninh lớn cho hội nghị thượng đỉnh với hàng nghìn sĩ quan được điều động từ khắp nước Anh. Một số người có kế hoạch biểu tình đã nói rằng họ dự định cuộc biểu tình sẽ gây ồn ào. Hôm thứ Sáu, các sĩ quan cho biết họ đã bắt giữ 7 người sau khi dừng hai chiếc xe, trong đó họ tìm thấy sơn, lụ đạn khói và loa phóng thanh. Ứng dụng gọi xe TT của Trung Quốc chuẩn bị niên yếp ở New York Didi Chuxing là công ty gọi xe lớn nhất ở Trung Quốc đã công khai hồ sơ đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Mỹ, vốn được mong đợi từ lâu, chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn nhất thế giới trong năm nay. Công ty này được hậu thuẫn bởi các công ty đầu tư công nghệ lớn nhất ở châu Á, SoftBank, Alibaba và Tencent. Họ không tiết lộ quy mô của đợt chào bán, nhưng các nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho biết công ty có thể huy động được khoảng 10 tỷ đô la và có mức định giá gần 100 tỷ đô la. Việc niên yếp của TT sẽ là đợt chào bán cổ phiếu lớn nhất của Trung Quốc tại Hoa Kỳ kể từ khi Alibaba huy động được 25 tỷ vào năm 2014. Công ty TT tiết lộ tăng trưởng doanh thu chậm hơn vào năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Điều này đã ảnh hưởng đến các công ty gọi xe bao gồm Uber và Lyft khi các biện pháp khóa cửa được thực thi. Tuy nhiên, TT đã khởi đầu năm 2021 một cách mạnh mẽ khi các doanh nghiệp mở cửa trở lại ở Trung Quốc, doanh thu tăng hơn gấp đôi trong 3 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Ngoài ứng dụng gọi xe, TT điều hành các lĩnh vực kinh doanh khác bao gồm mạng lưới sạc xe điện, quản lý đổi xe, chế tạo xe hơi và xe tự lái. Năm ngoái, thì TT và nhà sản xuất xe điện BYD đã tung ra một mẫu xe van chuyên dụng cho các dịch vụ gọi xe. Vào tháng 5, họ cho biết sẽ phát triển xe hơi tự lái với GAC, công ty đang thử nghiệm xe tự lái ở một thành phố ở Trung Quốc và đang mở rộng đội xe máy bay thám hiểm và tàu đổ bộ của Trung Quốc chụp chân dung ở trên sao hỏa. Bề mặt của sao hỏa đầy bụi, đá và một chiếc tàu thăm dò và đổ bộ của Trung Quốc mang cờ quốc gia được nhìn thấy trong các bức ảnh được công bố hôm thứ Sáu. Bốn bức ảnh do cơ quan quản lý không gian quốc gia Trung Quốc công bố cũng cho thấy phần trên của tàu lượng Churong và quang cảnh của tàu lượng trước khi nó lăn ra khỏi bệ. Churong đặt một máy ảnh từ xa cách bệ hạ cánh khoảng 10 mét, sau đó rút lui để chụp hình. Trung Quốc đã hạ cánh tàu vũ trụ Win 1 trên sao hỏa vào tháng trước, sau khi nó quay quanh hành tinh đỏ khoảng 3 tháng. Trung Quốc là quốc gia thứ hai hạ cánh và vận hành tàu vũ trụ trên sao hỏa sau Hoa Kỳ. Ngoài sứ mệnh sao hỏa, chương trình không gian đầy tham vọng của Trung Quốc có kế hoạch đưa phi hành đoàn đầu tiên lên trạm vũ trụ mới vào tuần tới. Ba thành viên phi hành đoàn dự định ở lại trạm vũ trụ Heavenly Harmony trong 3 tháng, vượt xa thời gian của bất kỳ sứ mệnh nào trước đó của Trung Quốc. Họ sẽ thực hiện các chuyến đi bộ ngoài không gian, xây dựng, bảo trì và thực hiện các thí nghiệm khoa học. Bí ẩn về việc sinh 10 đầu tiên trên thế giới tại Nam Phi. Nam Phi đang theo dõi bí ẩn về việc liệu người phụ nữ có thực sự sinh ra 10 đứa trẻ trong một lần hay không. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận trên thế giới. Bà Gosem Tamara Sisho từ thị trấn Tembisa gần Johannesburg đã sinh con hôm thứ Hai. Các em bé, bảy trai và ba gái bị sinh non và đã không xuất hiện trước công chúng hoặc chụp hình. Chính phủ Nam Phi cho biết họ vẫn đang cố gắng xác minh tuyên bố này. Người cha Teboho Tsotessi nói với tờ báo rằng Vợ anh đã sinh con tại một bệnh viện ở thủ đô Pretoria. Anh cho biết đây là một bất ngờ lớn vì các bác sĩ chỉ phát hiện ra 8 đứa trẻ trong lần chụp cắt lớp trước khi sinh. Cặp đôi này đã có một cặp sinh đôi 6 tuổi. Người dân Nam Phi háo hức chờ đợi bằng chứng về kỷ lục thế giới này. Người thân và hàng xóm của cặp đôi đã khẳng định tin tức là sự thật. Một phụ nữ Mali sinh chính đứa con vào tháng trước ở Morocco, đó là trường hợp sinh chính đầu tiên trên thế giới. Sau vụ việc, hashtag 10, National Baby Shower, đã trở thành xu hướng trên Twitter. Tính đến thứ Sáu, tổng cộng có hơn 175 triệu ca COVID-19 được báo cáo trên toàn thế giới. Số người chết trên toàn cầu đã hơn 3,7 triệu người. Ở châu Âu, các nhà lãnh đạo từ nhóm G7 cam kết tại hội nghị thượng đỉnh họ sẽ chia sẻ ít nhất 1 tỷ xin cho các nước đang gặp khó khăn trên thế giới, một nửa liều đến từ Mỹ và 100 triệu đến từ Anh. Các nhà lãnh đạo khối G7 đã phải đối mặt với các áp lực ngày càng lớn về việc vạch ra các kế hoạch chia sẻ vaccine toàn cầu, đặc biệt là khi sự bất bình đẳng trong nguồn cung trên thế giới ngày càng rõ rệt. Mỹ có một kho dự trữ vaccine lớn và nhu cầu tiêm vắc xin đã giảm mạnh trong những tuần gần đây tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, bang Bihar của Ấn Độ đã tăng số người chết vì Covid-19 sau khi phát hiện ra hàng ngàn trường hợp chưa được báo cáo, làm dấy lên sự lo ngại về nhiều trường hợp tử vong khác không được ghi nhận chính thức. Sở Y tế ở Bihar, một trong những bang nghèo nhất hôm thứ Năm đã điều chỉnh số ca tử vong do COVID-19 lên hơn 9.429, từ 5.424 tăng hơn 70%. Các quan chức cho biết 3.951 trường hợp tử vong không được báo cáo đã xảy ra vào thời tháng 5 và phản ánh các trường hợp tử vong được báo cáo tại các bệnh viện tư nhân khi vận chuyển đến sở y tế, cách ly tại nhà và những người chết vì biến chứng sau COVID-19. Các chuyên gia y tế cho biết nhiều ca tử vong do COVID-19 vẫn chưa được ghi nhận ở Ấn Độ. Hơn thế nữa, trong đợt tăng đột biến gần đây nhất vào tháng 4 và tháng 5 khi các bệnh viện quá tải. Cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và tỷ giá hối đoái vào cuối ngày giao dịch hôm nay thì một đồng Canada bằng 0,8232 Mỹ Kim và bằng 0,6799 euro theo Bank of Canada. Một Canada bằng 18.874 đồng Việt Nam theo xc.com vào tối hôm thứ sáu. Giá dầu thô WTI tiếp tục tăng ở giá 70.91 Mỹ kim một thùng và giá dầu Brent là 72.65 Mỹ kim một thùng. Giá vàng giao ngay ở mức 1876.87 Mỹ kim một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada ngày 11 tháng 6 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Kính mời quý vị miễn phí đăng ký và nhấn nút chuông kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi có bản tin mới. Culture Channel còn có các video về du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật liên tục trong tuần, mời quý vị đón theo dõi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và kích lệ của quý vị bằng cách giao lưu với ban biên tập thông qua phản hồi, comment mang tính xây dựng, chia sẻ share video của chúng tôi và khi xem bản tin bấm like nếu quý vị thấy thông tin hữu ích. Chúc quý vị nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus bảo vệ mạng sống cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng hãy nhớ đeo khẩu trang rửa tay giữ khoảng cách mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó muốn biết thêm chi tiết quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca Ontario's COVID-19 vaccination plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1888 999 6488 đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị một lời nhắn từ chính phủ Ontario.